Mình học 200 câu thi A1 thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học viên. Mình học trong sách là 20 câu là câu điểm liệt nha. Mình đừng xa 20 câu này. Gặp câu điểm liệt là các bạn phải mừng ha, tại vì câu điểm liệt là những câu rất là dễ, không có gì khó hết. Bắt đầu đầu tiên câu số 1 đầu tiên nha. Mình sẽ học câu điểm liệt nha các bạn. Rồi câu số 1 nè, các bạn nhìn rõ không ạ? Đó. Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà có thể có chất ma túy là sao các bạn? Bị nghiêm cấm nha. Vô cứ bị nghiêm cấm không được vượt là mình chọn. Câu số 1, câu điểm liệt đầu tiên mình chọn liền ha. Mình nhớ đáp án là mình chọn liền. Nó rất là dễ, không có gì khó. Các bạn chỉ cần chịu khó, các bạn chú ý, các bạn đọc là ok hết. Làm được hết nha. Rồi tiếp tục câu số 2, câu điểm liệt nữa nè. Hành vi điều khiển nè, chạy quá tốc độ quy định đúng không? Là sao các bạn? Bị nghiêm cấm ha. Hồi nãy giờ được 2 câu bị nghiêm cấm rồi đó. Rất là dễ ha. Đọc câu hỏi, các bạn đọc là các bạn sẽ thấy ra cái đáp án của mình, đáp án đúng liền ha, không có gì khó. Rồi tiếp tục câu số 4 nha. Đây, ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường trên cầu nè, đường cao tốc gì đây nè, đó. Rồi, có được quay đầu xe không? Các bạn thấy chữ quay đầu xe là sao? Quay đầu xe là không được phép nha ha. Cầu nè, đường cao tốc nè, đường dốc nè ha. Thì mình thấy cái đó là mình thấy cái chữ quay đầu là các bạn là không được phép. Dễ ha. Ok nha, qua câu khác nha các bạn. Rồi câu 5, nói chung là không được phép, là bị nghiêm cấm là chọn hết ha. Câu 5, câu điểm liệt nữa nè. Người điều khiển mô tô 2 bánh, 3 bánh xe gắn máy có được phép sử dụng để kéo đẩy không? Kéo đẩy là sao? Không được phép. Câu này dễ ha, mấy câu dễ không à ha. Câu số 6 nữa nè. Điều khiển mô tô 2 bánh nè, xe gắn máy, hành vi nè, buông cả hai tay. Buông cả hai tay là sao? Không được phép ha. Rồi tiếp tục câu số 7 nè. Rồi, các bạn thấy rõ không ạ? Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, 3 bánh nè, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang vác vật công kênh không? Là không được. Không được nha. Không được mang vác. Đáp án 2 nha. Rồi câu số 8 luôn. Rồi, người ngồi trên xe mô tô 2 bánh nè, 3 bánh nè, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám kéo không? Hoặc là đẩy xe khác không? Không được phép nha. Trời ơi, quá trời dễ luôn các bạn ơi. Không có gì là khó ha. Chỉ sợ lòng không bền. Rồi tiếp câu số 8 đúng không? Rồi câu số 9 ha. Rất là dễ, các bạn chịu khó, các bạn xem từ từ là các bạn ra hết rồi. Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh nè, mô tô 3 bánh nè, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được sử dụng ô khi trời mưa không? Là không được sử dụng nha. Cái ô, cái dù á ha, không được ha. Đó, câu số 10 nè. Người điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy có được đi về hàng ngang không? Là không được phép. Quá trời dễ luôn. Câu số 11. Ok nha. Rồi câu số 11. Nói chung là tôi vô mà thấy không được hay là bị nghiêm cấm là tôi coi đáp án trước rồi tôi mới chọn câu hỏi ha. Hành vi này, vận chuyển đồ vật cầm kê là không được vận chuyển ha. Rồi tiếp tục câu 12 luôn. Các bạn coi rõ không ạ? Các bạn có thể chụp màn hình lại cũng được ha. Hành vi sử dụng mô tô để kéo đẩy mô tô khác là sao? Không được phép ha. Rồi tiếp tục câu 13. Khi đang lên dốc, người ngồi trên xe mô tô 2 bánh có được kéo theo người đang điều khiển không? Là không được phép nha. Cứ thấy kéo là không được phép. Rồi tiếp tục câu 14 nè. Câu 14 nhiều bạn hay sai lắm. Luật phòng chống tác hại rượu bia, đối tượng nào bị nghiêm cấm sử dụng rượu bia? Các bạn biết người điều khiển không? Mình là cái người mà điều khiển xe chạy á, là người điều khiển ha. Người ngồi phía sau, mình ngồi phía sau có sao đâu ha, là không sao. Người đi bộ cũng không sao. Câu 2 và 3 đã sai rồi. Mà nó kêu là có câu 4 là có Y1, Y2. Thì Y2 nó sai, thì Y1 là đúng ha. Cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, người điều khiển đáp án 1. Nhớ nha các bạn, câu này đáp án 1 nha. Chứ nhiều bạn cứ thấy 1, 2 bụp là sai nha. Đáp án 1 mới đúng. Ok nha, câu 14 là các bạn ok nha. Rồi tiếp tục câu 29. Xa ơi là xa. Câu 29. Rồi, cuộc đua xe đúng không? Là sao các bạn? Được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nha. Cấp phép là chọn nha. Ok nha các bạn, câu này không được sai nha. Những câu điểm liệt đánh dấu sau á, dấu sau nè ha. Mình vô thi mình cũng phải tự nhớ. Trong thi sẽ không có để câu điểm liệt, nên là các bạn phải tự nhớ. Gặp những câu điểm liệt là mình phải mừng, mình phải vui lên. Vì những câu điểm liệt là những câu dễ nha các bạn. Rồi câu 30 nè. Sử dụng rượu bia lái xe nếu bị phát hiện là sao? Bị xử phạt ha, chứ bị xử phạt nè ha. Bị xử phạt, mình chọn đáp án 2 nha các bạn. Rồi xong câu 30 rồi, mình tới câu 35. Câu 35 nè.
khi điều khiển xe mô tô nè, ba bánh nè, xe gắn máy nè, hành vi không được phép đúng không các bạn? Không được phép là buông cả hai tay, buông cả hai tay sao chạy ha, buông cả hai tay đáp án một ha, nhìn vô là biết liền. Ok nha, câu này dễ nha các bạn. Rồi tiếp tục câu 58. 58 nè. Rồi các bạn đọc đề nha. Người ngồi trên xe hai bánh này, xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm cài quay đúng nơi quy định khi tham gia giao thông đường bộ nha. Đáp án 1 nha. Nha các bạn nhớ nha. Đáp án 1 đúng. Nhớ đáp án đúng thôi. Khi tham gia giao thông, khi mình chuẩn bị mình đi ra đường là mình chuẩn bị mình đội nó trước khi mình đi ra đường ha. Ở trong nhà đội trước. Rồi tiếp tục 58 đúng không? 76. 76. Rồi ok, 76 đây. Người lái xe phải xử lý như thế nào khi quan sát phía trước thấy người đi bộ sang đường? À, sao các bạn giảm tốc độ mà vượt là sai rồi nè. Ha, giảm tốc độ là đúng nè, tăng tốc độ là bỏ ha. 1 và 3 bỏ, chắc chắn câu 2 đúng. Ok nha, câu này dễ nha. Rồi ok nha, câu 90 nha các bạn. Câu 90 rồi. Khi đang lái xe mô tô nè, nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại là sao các bạn? Giảm tốc độ là mình chọn, nhưng mà cái này tăng tốc độ là bỏ nha. Đảm bảo an toàn là mình bỏ đi. Nơi quy định, nơi cho phép là đúng ha. Đáp án 2 đúng nha. Nơi quy định, nơi cho phép các bạn nhớ nha. Ha, chứ không có đảm bảo an toàn gì hết. Nơi quy định, nơi cho phép. Ok nha. Rồi câu 97. Tôi sinh năm 1997 luôn. Rồi câu cuối đó các bạn ơi. Rồi khi điều khiển xe mô tô nè, tay ga xuống dốc nè, dốc dài, độ cao dốc, người lái xe thực hiện thao tác nào để đảm bảo an toàn? Giữ tay ga mức độ phù hợp, nhả hết ga, tắt động cơ là sai rồi. Tắt động cơ là bỏ ha. Tắt chìa khóa là sai ha. Câu 2, câu 3 sai, chắc chắn câu 1 đúng. Ok chưa? Trời quá trời dễ, đọc là biết liền. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chúc các bạn mình ôn, mình thi tốt nha. Câu điểm liệt không được sai nha các bạn. Các bạn thi 25 câu, 21 câu cũng được, đừng sai câu điểm liệt. Rồi gặp câu điểm liệt là mình phải mừng rồi. Xong mình đã giải xong 20 câu rồi đó nha. Các bạn cố gắng ôn nha. Khó gì là các bạn Zalo mình hỗ trợ cho. 0345580558 à. Rồi cảm ơn các bạn.